Thưa quý vị cũng ở Lâm Đồng, một sự việc đau lòng được người dân phát hiện vào sáng ngày hôm nay, 18 tháng 7 tại nghĩa trang Lạc Bình, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, một người đàn ông tử vong cùng với một bé trai bị bỏng nặng. Khi được đưa đi cấp cứu cháu bé cũng đã tử vong ngay sau đó. Công an huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng cho biết, vụ việc xảy ra ở nghĩa trang Lạc Bình, một bé trai bị bỏng nặng bò ra ngoài cổng nghĩa trang, được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, bé trai đã tử vong lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị thiêu cháy hoàn toàn và một chiếc ví có chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe cùng mảnh giấy ghi số điện thoại và dòng chữ xin gọi dùm cho vợ tôi. Chứng minh nhân dân ghi tên Đặng Minh Cao, 44 tuổi, nơi thường trú tại thôn Thọ Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Cơ quan chức năng đã liên lạc theo số điện thoại ghi trong mảnh giấy và được anh ruột của ông Cao cho biết, hai cha con ông Cao đi xe máy từ Phú Yên lên Đà Lạt suốt tuần nay chưa thấy về. Đến ngày hôm nay 18 tháng 7, người nhà nhận được tin hai cha con đã chết. Cơ quan chức năng cho biết thêm, đến nay vẫn chưa xác định được đây là vụ án mạng hay hai cha con ông Cao tự thiêu trong Nghĩa Trang Lạc Xuân. Sáng nay 18 tháng 7, Nghĩa Trang Lạc Bình được phong tỏa. Công an huyện Đơn Sương đang phối hợp với các cơ quan chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông cùng con trai chết cháy trong Nghĩa Trang.